người đây, đưa một bỏ ghét ra đây. Ui, kiểu cho mẹ nói nhiều đi nhở. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chết rồi. Chị sẽ ngủ với em. Còn cãi ở đâu? Xem này. Mấy ngày rồi không 2 tuổi lấy. À, mấy tháng lấy đâu đấy. Xong chưa em ơi? Đây cho cô ạ. Lò gì xong. Cái đấy là cái gì đấy? Nhờ trả. Lò. Nhờ cô ạ. Thế trả đâu, có trả không? Chà cháu không lấy. Em à? Có, không có, không có chị bà. Dạ, dạ sao không có. Không đe thì khó lên chứ dùm ra. Để đeo nốt cái này vào cổ. Chị không xuống tắm à? Không, cho con này nó chạy ra biển. Mới mua. Tối qua đi. Bao nhiêu người đấy? 11.000. Như cái này nhìn có được. Có 3 cái ở nhà, không cần rồi. Nó ngược à? Bơm. Có 3 cái nữa. Xem ngược. Quay được chưa? Tùy đấy, cái này là cái này để có 2 đầu mà. 2 đầu nhưng mà đầu nó đầu gần, xa lắm. Đấy, bây giờ còn sát của chơi nhà. Ơi, chú xem nào để chú xem nhìn đấy nhỉ. Này, này, này. Em đánh nó đau lắm, nó ăn nó chớ ra nữa, chưa nghe không ra về sau nó về đi gọi con chưa, xin lỗi với cô. Đâu mắm đâu mày? Đâu mắm trong bẩn thế hả mày? Dạ. Sao đục này? Bỏ chàm nữa. Không phải đâu, đục đục bẩn bẩn đây mắm này. Mắm cứ như vậy. Mắm cứ này, mắm cứ nó tay ra nước mắm đó. Có cái gì? Để cho tao tí mắm nữa vào đây để tao xin đường. Mẹ. Cái gì đây? Mẹ. Ơi. Đếm hồ ăn chịu hồ ăn mực nhỉ. Chị ơi, chắc là đường lên được.
Thì cô sẽ phải cứu. Oh.